thiết kế ngôi nhà trong mơ của mình sắp xong rồi. Còn vài chi tiết thôi. Ê, con nhỏ dị hợm đó lại vẽ ngôi nhà xấu xí của nó nữa kìa. Mình có kế này, chọc nó kiểu đập tiếp nào. Mình làm sắt, bạn làm khen đi. Nạp đạn, phóng. Nhà mình, như thế này. Bánh mừng tân gia đó, leo leo. Còn nữa nè, nhắm vào đây nè. Trúng phóc, tốt lắm hôm đi. Đi đâu mất rồi? Mũ của mình đâu rồi? Chạy thôi, nằm xuống. Mình đi đây. Hư thì cho chừa nè. Đập tay nào. Cảm ơn chị. Giờ thì xây nhà thôi. Chỗ này quá hợp để xây nhà trong mơ đúng chứ. Xây thôi. Xem qua từng bước trong kế hoạch xây nhà nào. Trước mắt cứ dán kẹo lên để chúng ta không bị phân tâm. Làm khung trước nha. Hơi khó nhằn nhỉ. Nhiều phần nhỏ quá. Nhưng máy xay thịt phép thuật sẽ giúp cho mình. Bắt đầu thôi nào. Wow, nhiều kẹo quá đi. Món mình thích ở trên đó. Ồ, không với tới. Xin lỗi em nha, chỉ cần nó hơn. La đi đà. Được rồi đó, chạy nào. Tuyệt. Giờ tìm một cái nền. Có rồi. Không bao giờ hư. Em thấy thế nào? Wow, quá đỉnh. Chị mới bắt đầu thôi. Lấy giấy bìa cứng bọc quanh khung. Cẩn thận. Xong. Nhìn hơi sai sai. Em thấy ổn không dạ? Nói thật thì không ạ. Không sao, chị biết cách sửa mà. Kẹo, mình sẽ lấy được. Candy, muốn bay không? Vui quá. Mà hơi chóng mặt. Có được miếng xốp rồi nè. Hay lắm. Phiêu, hơi nặng nhỉ. Sửa đóng bìa cứng này nào. Gắn thêm vải vào đây. Bấm lại. Xong. Liều tuyết trông xinh rồi đó. Thêm màu vào nào. Ba la xì bùa và bơm. Nóng ghê. Và mình quá cháy. Mình phải nhớ động tác võ thuật. Một đường kiếm gọn ghẽ. Hoặc vài đường. Ồ, vậy là xong cái miệng nhà rồi. Bước đầu tiên đã xong. Em thích không nè? Hay lắm hôm đi. Candy, xem chị diễn nè. Tung hứng. Ow, chị hài hước ghê. Đúng là chú Hề. Không, chị làm được. Ồ, cái gì đây nhỉ? Xây dựng trái phép trong rạp xiếc của mình nè. Họ sẽ biết tay mình. Phong tỏa. Xây nhà tiếp thôi nào. Cái gì đây? Này, có ai không? Cái khóa ngu ngốc này. Không mở được. Các bạn ơi, hãy like video này để mình có chìa khóa mở ổ khóa nha. Ồ, được thật nè. Tiếp đi các bạn. Tuyệt, đủ rồi. Cảm ơn nha, các bạn là nhất. Mở ra giùm đi. Mở rồi. Nhảy ăn mừng nào. Để mình cho mấy thứ thoải mái vào trong. Hô biến. Cố lên. Hoàn thiện ngôi nhà nào. Màu hồng cực hợp luôn. Xong rồi, đáng yêu ghê. Wow, gắn đèn nào. Đẹp quá à. Phải như vậy chứ. Ủa, bật đèn lên nào. Sáng lên, sáng nữa đi. Sáng nữa. Sáng quá à. Chị lố tay rồi đó. Sửa lại nào. Yeah, chị thấy lại rồi. Tuyệt. Nhà nên có tóc nhỉ. Bắt lấy nè. Nhanh vậy. Chà, cắt hình mái tóc ra thôi nào. Rồi ghép lại với nhau. Hô biến. Đẹp chưa nào. Thắt biếm thôi nào. Thêm vài sợi nữa. Đáng yêu quá đi. Gắn thêm phần tóc còn lại thôi. Còn sót chỗ nào không? Wow, không phải tóc mà là kẹo bông gòn. Ngon quá.
mình cần thêm. Xong rồi, chị có cái mà em thích nè. Wow, cảm ơn chị. Nè, chị cần đó. Chị cần chi vậy? Ồ, hiểu rồi. Ngon quá đi. Ngọt thật luôn. Cảm ơn. Cho cái kẹo này vào đâu đây nhỉ? Ồ, phải rồi. Bam. Quá xinh luôn. Xem thử nào. Tự hào về mình ghê. Em cũng tự hào về chị. Nhìn nè, xong chiếc đầu rồi. Chưa chưa, còn mắt đâu. Ờ ha, đợi chị chút. Đi lấy sơn thôi. Được, không có ai nhìn. Đến giờ phá rồi. Tạm biệt. Về tới rồi. Ủa, có chuyện gì vậy? Các bạn có thấy người phá không? Bình luận bên dưới nha. Sao? Lại là Ken à? Được lắm. Không sao. Làm marshmallow nào. Nhanh lên. Nhanh nữa. Trò này vui ghê. Sắp xong đôi mắt mới rồi. Bằng chiếc khung này, mình sẽ vẽ con người. Hoàn hảo. Gắn vào thôi nào. Xong. Trang điểm lại tí nào. Làm tí mi mắt cũng tốt nhỉ. Nấu chảy một ít sô-cô-la. Rồi trải giấy nến ra. Đổ sô-cô-la đã nấu chảy xuống. Rồi trải ra thật mỏng. Cắt thành sợi. Vậy là có mi mắt rồi. Gắn mi cho cả hai mắt vào. Xinh quá đi. Thơm quá vậy. Sô-cô-la. Ủa, mình không có định ăn đâu nha. Thơm đi, chắc phá rồi kìa. Phải làm sao bây giờ? Chỉ cần thổi cho cẩn thận thôi. Ồ, đẹp như mới rồi. Tự hào quá đi. Trời này xây nhà thì tuyệt nhỉ. Hất ghi, là mình hết hồn. Bạn làm gì ở đây vậy? Mình sẽ xây nhà của mình ở đây. Hả? Nhưng chỗ này có người rồi. Kiếm chỗ khác đi. Siêu. Nhưng mình muốn. Ha. Nhưng mấy miếng ván này dùng được nè. Sơn lại là ổn thôi. Lấy cái này làm kệ là hết sảy luôn. Gắn xích vào nào. Marshmallow sặc sỡ nữa. Để ảnh gia đình lên đây thì còn gì bằng nữa. Em ơi, đưa chị cái gối. Chụp nè. Em thấy chiếc lưỡi này thế nào? 10/10. Hôm đi, hình như chị chưa làm vương miệng nhỉ? Ồ, phải ha. Mũ của chị được không nhỉ? Ồ, không vừa rồi. Tốt lắm. Mấy cái người thô lỗ này. Bubble sẽ giúp mình. Bubble luôn luôn hữu ích. Ra khỏi đây thôi. Nhà của mình. Chuyện gì vậy? Candy. Candy, em ổn chứ? Họ phá hư nhà của em rồi. Em có đòi gì khác đâu chứ. Em ghét nước mắt kẹo. Ồ, đừng để chúng chạm vào em mà. Chị sẽ nghĩ cách làm cho em vui. Biết rồi. Làm vòng tay bằng kẹo nào. Xỏ kẹo vào chiếc ri băng. Đẹp không nè. Đáng yêu quá đi. Ngon nữa chứ. Mừng quá à. Hiu, sống rồi. Trở lại công việc nào. Toàn là bụi bẩn. Nhưng quét là sạch lại thôi. Tốt rồi. Máy xay thịt. Nhờ bạn cả đó. Bánh xốp làm vương miệng thì xịn phải biết.
hành răng nào. Không được lãng phí thứ gì nha. Làm đồ trang trí thôi. Hoàn hảo. Wow, trông đẹp đó. Em muốn nhìn ngầu như chị. Phải kiếm đồ thôi. Hai bước nữa, đã xong. Đẹp quá. Chị Pom đi, chị thấy thế nào? Wow, em là nhất đó Candy. Ngôi nhà cần móc treo nữa. Em nói đúng, chị biết tìm ở đâu rồi. Cố lên hết ghi, cố tập để còn ra biển chơi nào. 9, 11, 16. Phiêu, nặng quá à. Ồ, xin lỗi, nhưng hài ghê. Đau muốn xỉu thì có. Tập thôi nào. Ồ, mấy cậu này. Báo động đỏ. Ơ, mới vừa trải lông xong mà. Kiếm burger ăn thôi. Đủ rồi. Bóng tập thể dục à, hoàn hảo. Sẵn sàng tập tiếp chưa? Au, đuôi của mình. Hớp ghi, bạn làm đấy à. Mình đâu có làm gì đâu trời. Mình sẽ khiếu nại. Sao bạn dám hả? Mình sẽ gọi cảnh sát. Gọi liền luôn đây. Alo, mình vừa bị cướp. Sĩ quan Ken sẵn sàng phục vụ đây. Cuối cùng, bóng tập thể dục hồng của mình mất rồi. Thuế mình đóng để làm gì vậy? Cô gái này trộm đồ của mình chắc luôn. Cô ta trộm nón xanh với đỏ, mắt xanh với đỏ, vai xanh với đỏ. Cơ bản là toàn thân cô ta màu xanh với đỏ. Mình phát hiện thấy dấu chân rồi nè. Bóng tập thể dục hồng tìm đi sĩ quan. Được, được. Khỏi cảm ơn mình làm thế nào nha. Lỗi để làm bờ vai của chúng ta nè. Mình sẽ lấy vải để làm lớp kem. Thêm bông đường bằng giấy xốp nữa nha. Ngon lành. Ồ, tiếng gì vậy? Trốn thôi. À, tìm thấy rồi. Đừng mà. Thích diện mạo mới ghê. Tóm được rồi, tội phạm. Không phải mình mà. Là bạn chứ còn ai nữa. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó. Ra tòa rồi nói. Thả cháu ra, cháu vô tội. Cháu có làm gì đâu. Giỏi lắm con trai. Con xứng đáng nhận được huy hiệu vì đã bắt được một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Khi bà vắng mặt, con sẽ chịu trách nhiệm nha. Nhớ chú ý vào đấy. Ta có quả trứng sô-cô-la nè. Ta ăn đây. Ngon quá đi. Em cũng muốn ăn sô-cô-la. Cho em một ít đi. Tù nhân không được ăn kẹo. Chỉ có ta được ăn sô-cô-la thôi. Ngon quá. Em đói quá à. Một chút thôi mà. Nhóc đói à. Được rồi, ta sẽ giúp cho. Chúc ngon miệng. Cháu yến mạch cứng như đá vậy. Em không ăn đâu. Cho em kẹo đi. Cái này hả? Mơ đi. Ta no rồi, nhóc ổn mà. Không. Mình làm gì bây giờ? Ồ, đây là giấy à. Có bút lông nữa. Mình sẽ viết thư cho mẹ. Gấp thành máy bay giấy. Xuất phát. Con gái em mất tích rồi. Có ai thấy con bé không? Xin hãy giúp em tìm con bé. Hôm nay con yêu. Con đang ở đâu? Cái gì đây? Nó ghi gì đó? Mẹ, con đói quá. Cứu con ở trong tù. Hôm nay mẹ tới đi. Cà phê và bánh phồng là lý do khiến mình đi làm. Xem thử đoạn băng giám sát nào. Hét làm cái gì? Cũng chẳng có ai tới đâu. Cái gì kia? Ragatha định tuồn kẹo vào trong nhà tù à? Không, trong ca trực của ta thì đừng hòng nha. Nhà tù này không cho phép ăn kẹo. Vào việc thôi. Hôm đi, có mẹ đây rồi. Mẹ, mẹ tìm được con rồi. Cô bé của mẹ. Tránh ra. Đúng vậy con yêu. Cô không thấy à? Ở đây không cho phép ăn kẹo. Hả? Anh đang nói gì vậy? Em làm gì có cái nào? Thật à? Vậy cái này là sao? Ủa? Đây là kẹo hả? Cho xin lại túi nha. Không, tôi phải kiểm tra kẹo của cô đã. Không được. Ủa? Sao nó lên đó được ta? Thật không thể hiểu nổi.
hết kẹo mất rồi. Tôi sẽ mang cái này đi. Cuối cùng cũng đi. May là mình có chuẩn bị trước. Nút làm từ sô-cô-la nè. Kẹo ngon lành dành cho con. Khoan đã. Ôi trời, bỏ ra. Em phải gặp con gái mà. Mẹ ơi, không được. Các bạn hãy nhấn nút thích để Ken thả mẹ mình ra nha. Giúp mình với. Thêm lượt thích đi mà. Bỏ ra đi. Ba, con đây rồi. Giỏi lắm con trai. Rất đúng lúc. Mình đang ở đâu đây? Ô không, Ken lại chơi khăm mình nữa rồi. Mình nghe thấy gì đó. Xin chào. Hôm đi, là con hả? Mẹ ơi, cứu con. Con đói quá. Mẹ có đường đây. Bắt lấy nè. Đúng vậy, cuối cùng cũng được. Ngon quá à. Đây là một ít kẹo. Tất cả cho con. Chúc ngon miệng, chim non bé nhỏ. Có kẹo nữa. Cái gì? Kẹo trong buồng giam mà. Thật quá quách. Không thể chấp nhận được. Không ăn kẹo nữa nha. Ta sẽ bỏ cái ống luôn một lần. Trời ơi, hình như có chuyện rồi. Cô kia, ra ngoài. Cầm cái ống nữa nè. Không ăn kẹo nữa. Sự căng thẳng này làm mình đói quá đi. Cái gì? Lại một kẻ đột nhập khác. Anh gọi thợ sửa chữa nhỉ? Mở cửa ra. Gì cơ? Tôi đâu có. Giường hỏng rồi. Thôi được, anh ta có thể sửa nó. Để tôi. Cuối cùng cũng được. Hôm đi, là mẹ nè. Im lặng nha. Mẹ mang đồ ăn cho con. Cái gì? Là dụng cụ. Dụng cụ sô-cô-la. Ngon miệng nha. Ngon lắm ạ. Dụng cụ sô-cô-la là món khoái khẩu của con. Cô bé thẳng thừng ăn dụng cụ. Cứ ăn đi, mẹ mang nhiều lắm. Chuyện gì thế này? Ủa? Không có gì. Sửa xong rồi. Ai trả tiền đây nhỉ? Thật luôn, cô nghĩ tôi sẽ tin bộ rau giả và cái mũ bảo hiểm à? Ủa? Tạm biệt. Chỉ như vậy là mình đã xử được cô ta. Một lần nữa. Mệt quá đi. Nghỉ ngơi chút thôi nào. Con yêu, mẹ đang đến đây. Yeah, mẹ đây rồi. Ơ ơ, mẹ quên kẹo rồi. Hả? Wow, ngon đó chứ. Yeah, đồ ăn vặt. Con ổn chứ? Ổn ạ. Tuyệt lắm. Đây, của con này. Khoan đã nào. Ủa, vừa nãy ngại ghê. Ra ngoài. Mình được thưởng thức kẹo rồi. Đứng lại. Ngươi bị bao vây. Băng, 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 băng. Hey, mình không thèm dùng súng lục nhỏ. Một cái gậy là đủ rồi. Sức mạnh của mình là vô hạn. Hả? Cô ta trở lại à? Có hớt ghi bên cạnh nữa. Thật là bực bội quá đi. Cậu nên giúp cho mình. Làm bong bóng hình cuốn đi. Ngay bây giờ. Mình biết rồi, làm ngay đây. Bắt được rồi. Ủa? Ta-da. Hôm nay là sinh nhật của Pomni. Nên em mang bánh kem đến. Cùng với một diễn viên. Cái bánh xinh đấy. Ngon miệng nữa. Không được ăn kẹo. Ủa? Sao sô-cô-la lại ở đây nhỉ? Tôi cũng thắc mắc lắm. Cậu còn giấu gì nữa? Nhiều kẹo ghê. Thật to gan. Ủa? Đừng nóng giận. Em có thể tặng con gái quà sinh nhật được không? Cái gì đây? Sợi dây chuyền từ hoa mà con bé thích. Thôi được. Suýt thì lộ. Mùi như sô-cô-la nhỉ. Đứng lại. Cái này dành cho con nè. Đưa nó đây. Cái dây chuyền này làm từ cái gì? Khai mau. Cái gì? Họ biến mất không dấu vết rồi. Ragatha bị đưa vào danh sách đen.
họ khiến mình điên cả đầu. Jax, chúng ta phải truy tìm và bắt giữ kẻ đột nhập ngay lập tức. Cô ta khiến tôi không bình tâm nổi. Rõ rồi chứ, nhanh lên. Ồ, phải, lấy được gậy rồi. Mình sẽ giấu kẹo trong này. Tốt hơn hết cô ta đừng thấy tôi với cái gậy. Tôi rớt. Gậy của tôi đâu rồi? Nó vừa ở đây mà. Không thể biến mất được. Ragatha, cô xịt keo rồi à? Bắt lấy cô ta. Tôi sẽ quan sát trên màn hình. Cô ta đâu rồi? Đây, bắt được cô rồi. Sao cơ? Hả? Hả? Cô không phải là Ragatha à? Nhưng tôi là đầu bếp đến từ Ý. Pizza, mì Ý, phô mai. Tạm biệt. Tạm biệt, tôi nhầm người. Cô ta trốn đâu rồi ta? Cô không thoát được tôi đâu. No. Ragatha, bắt được cô rồi. Tạm biệt. Ướp. Thật may quá đi, tôi cũng đến từ Ý. Cái này cho tôi à? Tôi nóng lòng muốn thử. Ồ, xem nào. Trứng có vị ngọt. Là kẹo dẻo. Đứng lại. Ủa? Cô ta lại chuồn mất rồi. Anh làm bừa bộn quá đi. Tôi vừa lau sàn đó. Được rồi, lỗi của tôi. Tôi đi đây. Đầu của mình. Cái này là nước à? Không phải. Một xô đầy mứt sô-cô-la. Khai mau. Cô đang âm mưu cái gì? Em phải đi đây. Đủ rồi, mình phát ngán rồi. Công việc này toàn là áp lực thôi à. Mình cần nghỉ ngơi để xem chương trình TV yêu thích. Cái đó từ đâu rơi xuống vậy? 1 2 3. Nặng quá. Các bạn ơi, giúp mình nâng xô lên nha. Cho video này một nút thích đi mà. Đúng vậy, đang làm rất tốt đó. Đồ của mình hỏng hết rồi. Buộc phải mặc bộ đồ bếp cho chủ nhật. Ragatha, cô sẽ phải trả giá. Ngoài này lạnh quá. Quần áo ấm. Thật đúng lúc mà. Wow, áo khoác lông. Có sô-cô-la ở trên nữa. Đừng có mơ. Này, đưa sô-cô-la của cháu đây. Không được ăn sô-cô-la, đồ xấu xa. Nhưng đây là lúc mẹo tuồn kẹo của Trum Trum trở nên bổ ích rồi nè. Kẹo đây rồi. Hôm nay sẽ thích cái này. Wow, một cái iPhone sô-cô-la. Chính là cái này. Không được, của tôi. Cô Ragatha, cô không thoát được đâu. Ôi trời, nhận lấy. Cái đó có ngon không? Kẹo đấy hả? Thật nực cười. Vậy thưởng thức cái bánh kẹp này đi. Không. Dừng lại. Tạm biệt. Cô ta lại vậy nữa rồi. Phải quay về thôi. Ragatha phải ở quanh đây. Đợi một chút. Đứa nhóc khó ưa đó đi đâu rồi? Cái gì? Mở cổng dịch chuyển. Chuyện gì xảy ra vậy? À, trốn đi. Chính bé sẽ trở thành tiên cá. Wow, đỉnh quá luôn. Cái đuôi mới quá tuyệt. Của bé đây. Hả? Ý là gì vậy? Có khi là nút thích đó. Các bạn ơi, hãy nhấn nút thích nha. Cảm ơn. Ta sẽ đưa tiên cá đi cùng. Đã đến nơi. Đưa bạn ấy đi đâu rồi? Dừng lại. Chúng ta nên cứu tiên cá. Mình không đi. Bạn phải đi. Ồ, yêu dấu ơi. Đến giờ diễn rồi. Nơi đây là đâu? Ta muốn ra ngoài. Thả ta ra. Mở khóa. Lối đi chỉ dành cho tiên cá. Tại sao? Giờ thì hiểu rồi. Mình sẽ kẹt ở đây mãi mãi. Không thể tin được. Hóa trang thành tiên cá. Dạ, ghét quá vậy. À, chúng đang bay.
cửa. Cuối cùng cũng có lối thoát rồi. Thả ta ra. Đây chắc hẳn là một trò đùa kỳ quái. Phải hóa trang thành tiên cá. Được. Ta cần cái này. Và cái này. Này, cậu ấy bị sao vậy? Bạn ấy nhảy như điên vậy. Kẹo không? Mình không từ chối đâu. Cái này nữa. Nguyên nhân mất. À, không sao, mình thoát ra ngay thôi. Tuyệt. Cái đuôi đã xong rồi. Chúng ta sẽ làm tóc nè. Đẹp. Cậu ấy định làm gì vậy? Oh. Bạn không cần vỏ này. Mình lấy nha. Cảm ơn. Đã xong. Giao diện hoàn tất. Cửa, thả ta ra. Hả? 0%. Kết quả xảo trá. Trang phục ngu ngốc. Không giúp ích được gì cả. Ồ, xem mình gặp được gì này. Búp bê tiên cá. Đưa đây. Chúng ta nên làm sạch đi. Ngô dụng thôi. Cậu đang làm sai rồi. Trước hết, bạn hãy tắm rửa kỹ búp bê. Gội đầu đi. Giờ là khuôn mặt nè. Chăm sóc nhẹ nhàng. Phiêu, làm đẹp cực quá à. Nướng bằng máy sấy tóc nha. Đừng. Nào, búp bê sẽ thích thôi. Hả? Hai thợ làm đẹp tệ nhất thời đại. Đã xong. Chờ đã. Đồ điều khiển tiên cá. Mở khóa đi. Ơ kìa, bình tĩnh. Ồ, khó chịu quá à. Làm gì tiếp đây? Được rồi, xem đủ rồi. Có chết chóc đi. Hả, đuôi à? Được rồi, cho tí thu hút đi. Yippee. Trang điểm cũ của tớ phải biến mất. Sao bạn phấn khích thế? Kiểu trang điểm mới tới đây. Tớ không trang điểm đẹp hơn. Rửa sạch đi. Miệng, mắt và thậm chí cả mũi. Một chút phấn phủ mặt. Chút má hồng ở trên. Vẽ lông mày, mô phỏng tiên cá chuyển mình nào. Thêm sáng. Tiếp theo chúng ta làm mắt. Đánh khối ngọc trai nhẹ và họa tiết màu vàng. Và má hồng đào. Mình là Pika mà. Tiên cá không thể thiếu sự lấp lánh được. Tuyệt vời. Đến làm mũi nào. Trái tim đen nhỏ. Đến môi. Được, sẵn sàng rồi. Cửa ơi, trông thế nào nè. Mình hóa trang giống 10%. Tuyệt, thuận buồm xuôi gió. Tình hình thế nào rồi? Lớp trang điểm của mình chưa đủ. Thiên, tới đây. Ồ, cửa mở rồi. Mình không qua được. Mình phải hóa trang. Cái gì? Tháo mặt nạ rồi hả? Lạy chúa. Thì sao? Mình có mặt mà. Thiên, vào việc đi. Bắt đầu với kem nền. Ta thích làm việc với cọ. Giờ ta cần phấn mắt. Đen, hẳn rồi. Thêm một chút lấp lánh. Khuôn tô. Môi. Làm tốt lắm Thiên. Tuy nhiên vẫn thiếu thứ gì đó. Giờ mới chuẩn này. Mọi chuyện sao rồi? Giống tiên cá 20% rồi. Có vẻ ổn rồi đó. Hóa trang xong rồi. Wow. Năng lượng tiên cá hoa oải hương. Ồ, nhìn xem. Jaxi như búp bê vậy. Tới cửa thử xem. Mình hả? Được rồi. Phiêu. Đây, mình sẵn sàng. Cái gì? 15% thôi à? Ồ, đúng rồi. Mình nên trang trí mặt nạ. Chúng ta theo phong cách đại dương. Thêm vỏ sò, sao biển và san hô. Và tất nhiên, ngọc trai. Giờ thì cánh cửa nói gì nào? Hả? 31%? Tốt hơn nhiều ha.
tốt quá rồi, Jesse. Ghê. Này, thôi đi. Đang cổ vũ bạn ấy mà. Vậy tiếp theo là gì? Mang đuôi vào đây. Đuôi. Làm sao chúng ta có được đây? Ồ, cùng xem bên trong nào. Có thứ hay ho. Wow, đó là một cái đuôi. Mà nhìn hơi cũ ha. Không đời nào mình động tới nó. Giữ lấy. Được rồi. Ồ, số may ghê. Làm ơn, có đuôi dư không? Mình cần một cái. Đây này, tặng cho bạn. Bạn tốt quá à. Đây, bạn có thể lấy đuôi của tụi mình. Tạm biệt. Đuôi đã lo xong rồi. Cảm ơn vì cái đuôi nha, đám thua cuộc. Cái gì? Sao lại vậy? 100%. Tạm biệt. Dừng lại, đợi đã. Chết tiệt, lấy hết đuôi rồi. Sao có người cả tin đến như vậy? Còn gì nữa không? Ồ, cái gì vậy? Kẹo, để mình thử. Ngon quá đi. Wow, mình có đuôi rồi nè. Ôi trời, mình nôn ra mất. Ồ, mình lấy hộp này được chứ. Làm ơn. Cái này hả? Lấy đi. Không không không, đừng, dừng lại. Ồ, cảm ơn vô vàng. Có bất ngờ đang chờ bạn. Tạm biệt. Quà vặt gì đây? Không. Nhìn nè, Wesley, mình là tên cá năm đuôi. Thắng lớn rồi. Tạm biệt các cô gái. Hẹn gặp lại nha. May ghê luôn. Mình có ý này. Tuyệt vời. Giờ mình là tên cá. Cửa. Thế nào, đủ tốt chưa? Không. Úi, đầu của ta. Đến lúc rồi. Áo nào. Yahoo. Cái này của mình. Kích cỡ hoàn hảo. Các cô gái nghĩ sao? Áo của mình đây. Lóa mắt. Không không không, mình không muốn mặc áo đâu. Nào, thay đồ đi. Không. Quá mất rồi nha. Thời trang tên cá không phải gu của mình. Ồ, có gì đó không ổn rồi. Cái đuôi phải có thắt lưng. Mình biết phải làm gì. Mình sẽ tự làm thắt lưng cho đuôi. Thắt lưng bộ sưu tập đại dương sang trọng 2024. Thật rực rỡ. Ồ, đẹp tầm vũ trụ. Tiếc là mình không có chiếc thắt lưng như vậy. Được rồi, bạn cũng có thắt lưng dễ thương mà. Chà, thậm chí còn đẹp hơn mình tưởng. Thời trang dưới nước đúng là gu của mình. Cảm ơn nha. Chúng ta đến cửa ha. Bao nhiêu? Ồ, 60%. Yeah, mình thấy không tệ. Mình có kế này. Chờ một tí. Pika, không. Đừng xé tay của bạn. Boom. Mình đùa thôi mà. Tay của mình tháo rời được. Ta cũng nghĩ ra một điều. Trong lúc đó, mình sẽ chuẩn bị mọi thứ. Tay của mình. Có người trộm rồi. Kìa, đồ ăn trộm. Trả tay lại đây. Trả ngay. Không ai được mang tay đi. Tuyệt. Đôi tay tội nghiệp. Bớt khóc lóc lại đi mà. Mình giữ đôi tay rồi. Mình có thể làm đôi tay lấy cảm hứng từ thiên cá. Xong. Xinh quá đi. Này, mũ đội đầu của bạn đâu? Ừ, chắc. Giúp mình được không? Gì cơ? Không. Mình đang làm việc rất quan trọng. Mua sắm. Mình cần mua cái này. Cái này và cái này. Hoàn hảo. Ồ, tài khoản ngân hàng của mình giảm đáy rồi. Tiền cá thợ lặn đã sẵn sàng lặn xuống rồi. Tốt lắm. Thêm 2%. Thấy mình giỏi chưa? Các cô gái, cánh cửa đang chờ nè. Phụ kiện. Được thôi. Chấp nhận thử thách. Mình sẽ nhanh thôi. Bang.
Vòng cổ của mình đã sẵn sàng. Lộng lẫy nhỉ. Mình sẽ tự làm một cổ áo thời trang. Nỉ trắng biến thành sao biển. Tuyệt. Dán các mảnh dưới nước với nhau. Và đính thêm những hạt cườm. Gắn tất cả vào cổ áo. Phụ kiện của mình đã xong rồi. Nhìn hợp với mình ha. Bạn có tự làm phụ kiện không? Nhanh nào Jaxi. Được rồi, mình sẽ làm chuỗi ngọc trai. Này, cá ngựa và sao biển. Có hết những gì cần có. Đây rồi, đã xong. Bơi đến cánh cửa nào. Chúng ta đã hoàn toàn sẵn sàng. Cổng gác, trông thế nào hả? Thôi nào, làm ơn đi mà. Đi mà, không. Là được à? Ồ, chưa được. Chắc tóc của mình là lý do đó. Sẽ sớm 100% thôi. Đừng quên về chiếc vương miện. Wow, Jaxi, nhìn kìa. Mình là lý do. Sao chúng mình lại đến đây? Tớ không thích đâu. Đây là đâu vậy? Có chuyện gì thế? Chào mừng đến rạp xiếc kỹ thuật số kỳ diệu của ta. Vừa đúng lúc luôn. Màn trang điểm tuyệt vời sắp bắt đầu rồi. Nhiệm vụ của các cô là trở thành Pom đi. Ha, ta sẽ không tham gia vào đâu. Tay mình. Trò đùa này vui ghê. Nhiệm vụ cần thực hiện đầu tiên là tẩy trang. Khi nào đạt được hết các hộp trang điểm, các cô mới có thể đi ra ngoài bằng cánh cửa này. Chúc may mắn. Gì thế này? Muốn xem bên trong có gì quá. Việc đầu tiên, chúng mình sẽ phải tẩy lớp trang điểm. Mình có miếng bột biển nhện đặc biệt. Thế là xong. Cần phải rửa sạch mặt. Mắt mình dính bọt mất rồi. Ai đó đang khóc hả? Nàng tiên cá, để tôi giúp cho. Lượng bọt dư sẽ biến mất trước khi cậu nhận ra luôn. Xong rồi, mở mắt ra được rồi á. Thật sao? Ồ, cảm ơn cậu nha. Tiếp theo là gì? Tóc nè, trang điểm, trang phục. Trang điểm đi ha. Bắt đầu với kem che khuyết điểm. Tiếp theo, chúng ta sẽ dặm lại phần tạo khối cho đẹp. Thấy không nè, búp bê Barbie đang làm rất tốt. Ta phải phá mới được. Biết rồi, máy thổi gió đâu rồi nhỉ? Quẩy lên nào. Có chuyện gì vậy? Sao lại có gió? Mình chẳng làm được gì cả. Ôi trời, Barbie đang gặp khó khăn. Các bạn ơi, hãy nhấn nút thích để giúp Barbie hoàn thành trang điểm nha. Ôi yeah, được rồi nè. Không hiểu sao nó không hoạt động nữa nhỉ. Thế là xong. Cảm ơn nha. Quay trở lại trang điểm thôi. Mình sẽ dùng phấn mắt hồng đánh quanh mắt. Một chút màu trắng. Thêm bút kẻ mắt màu đen. Hoàn tất. Thêm vài chi tiết nữa và phần trang điểm đã sẵn sàng. Mình sẽ bắt đầu với phấn tạo khối. Sử dụng cái nắp để tạo khối. Và tán đều. Kế tiếp là phấn phủ. Kẻ mắt. Và nhũ lấp lánh. Việc còn lại là khiến đôi môi trông nổi bật. Bước cuối cùng. Kính áp tròng. Thế là xong. Mình có chút ghen tị nha. Ô không, cỏ dính đầy slime rồi. Không dùng được nữa. Mấy món đồ trang điểm hỏng hết rồi. Vẻ ngoài hấp dẫn sao lại tệ hơn thế này. Thật thảm hại mà. Đừng tự trách mình mà. Tớ sẽ giúp cho cậu. Bọn mình sẽ biến lớp trang điểm xấu xí thành kiệt tác. Đây nè. Bất ngờ ghê.
Và cứ như vậy, nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn tất. Đi qua cửa nhanh lên, bọn mình phải ra khỏi đây. Không mở được. Bọn mình chỉ mới hoàn thành 25% thôi. Bọn mình không thể nào thoát khỏi đây rồi. Bọn mình sẽ ổn thôi mà. Đây là nhiệm vụ tiếp theo, trang phục. Nên mặc gì đây ta? Mình sẽ thử cái màu vàng. Mình không chắc cho lắm. Thể thao hả? Không phải hôm nay. Màu hồng, đúng gu mình luôn. Mình cần tỉa tót một chút mới được. Vải để may trang phục của tớ làm mình hết cả hồn. Máy may đã sẵn sàng hoạt động. Bắt đầu may thôi. Mũi may cuối cùng. Thế là xong. Thêm một cái thắt lưng làm nổi bật vòng eo của mình. Quá đỉnh. Mình nên mặc gì đây ta? Đuôi đỏ hay đuôi xanh ta? Kéo hả? Đa tạ nha. Cái đuôi này bị sao vậy? Ngón tay của mình. Phải làm sao đây? Vui lên nào. Ăn thử đi. Có chắc kẹo sẽ giúp được tớ không? Được thôi. Mấy điểm ảnh đã biến mất. Và tớ đã có cái đuôi mới lộng lẫy. Mình cũng thích ăn kẹo nữa. Trời ơi, chờ đã. Chân của tớ. Ai mà thèm mang nó chứ. Cho cậu này. Cảm ơn nha, cái này dành cho cậu. Cảm ơn cậu. Quá ư là hợp lý. Tới cánh cửa thôi. Chúng ta đi cùng đi. Chẳng có gì thay đổi cả. Sao lại vậy? Phải làm tốt hơn nữa. Thì ra là ông. Các cậu nghĩ trang phục của chúng mình còn thiếu gì nào? Hãy bình luận bên dưới nha. Áo của nàng tiên cá chuẩn luôn. Cậu ấy làm sai rồi. Ừ ha, tớ quên mất tiêu. Có vài bình luận nữa này. Bắt tay vào việc thôi. Ở đây chắc sẽ có vài thứ thích hợp. Áo khoác dễ thương quá à. Như một cái chuông á. Cô không nhầm lẫn gì, đúng không? Ủa? Xin lỗi nha. Gì đây ta? Có vẻ đây là thứ mình đang cần. Mình sẽ cần keo dán. Và rất nhiều ngọc trai. Ten ten, hoàn thành cái áo. Thiếu cái nút mất tiêu rồi. May quá, mình có thể sửa được. Vẽ một đường tròn. Cắt nó ra. Nhồi thêm bông vào. May xung quanh viền nha. Quả cầu bông đã sẵn sàng. Xinh xẻo. Mình sẽ tự đan cho mình một cái cổ áo. Đây. Và đôi găng tay để hoàn thiện bộ trang phục. Dĩ nhiên cả vòng tay nữa. Barbie, nàng tiên cá. Tụi mình đi thôi. Mở ra nào. Vẫn không được. Lần này lại sao nữa. Chúng mình phải quay lại thôi. Tớ biết rồi. Là tóc. Mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ bôi thuốc nhuộm tóc. Và bọc vào trong giấy bạc.